Thanh Liêm chào cô chú anh chị nghe, nãy giờ Thím Út cũng bật khóc quá trời khóc cô chú anh chị ơi. Giờ Diệu lên rồi đó cả nhà. Nãy khóc quá rồi dắt tên Diệu Hiền không. Ngủ thôi, là thức giấc là nhớ nó. Thím Út đừng có nhớ nữa, Thím Út đừng có nhắc người ta nữa, nhắc hoài kêu tên người ta không có đi được nữa. Thím Út đã từng ở trong chùa ra là quý thầy quý sư đồ cũng nói với Thím Út cũng biết rồi, mình nhắc hoài cái người ta mắc ta đâu có siêu được, làm người ta liếng vô tình mình sẽ mang tội nữa đó, liếng người ta đâu có đi. Thím Út đừng có nhắc, cứ nhớ thương con rồi cứ ăn cơm cúng nguyện đồ vậy đó, hương linh chứ không có kêu vong linh nữa. Ở trong chùa mình cũng biết rồi, tuy là chưa có thọ pháp danh cho cái người đã mất thôi, mà lúc nào á Thím Út có rảnh nó cũng nên qua chùa nhờ quý thầy quý sư đồ cũng vậy đó, thọ pháp danh cho hai cái hương linh đó, cũng là người con Phật tử của Phật, được về với nước của Phật. Thím Út có pháp danh nào? Sao kỳ vậy? Ở chùa mà mấy năm trời muốn pháp danh đâu. Trời ơi, con là lúc trước là gia đình con là thọ pháp danh hết luôn á. Ai cũng có pháp danh hết. Hòa thượng ban luôn á, chứ không phải mà giỡn đâu, mà ngài đã tịch rồi. Thím Út vô chùa là phải có pháp danh chứ. Có Muốn danh là tên nói trong chùa. thì đó 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 là pháp danh đó, Là đâu có kêu tên ngoài được, kêu tên trong chùa thôi mà. là pháp danh của Thí Mút là pháp danh gì? Tâm hậu. Tâm hậu là đúng rồi đó, đó là pháp danh trong chùa đó. Con là pháp danh bổn chính, người ta tâm hậu thì coi tâm hậu. Tên của Thím Út là tên gì? Hai tên mới mốt rồi lên tên tiếp. Tiết. Tâm hậu. Cái gì tiết mới được? Thường thường á quý sư người ta coi người ta cho mình thọ pháp danh là cũng từ cái tên của mình. Lê Thị Lê Thị Tiết. còn tên bé hai là cha mẹ nuôi đặt cho nấu nồi chè sửa lại. Khó nuôi quá, nấu nồi chè sửa lại ha. Ừ. Chơi câu quá về rồi. Ở đây thì cũng vui mà đôi khi thì nói chung mình thấy muốn sống về cái nội tâm con cái vậy đó thì cũng buồn quá, cô chú anh chị thông cảm cô chú. Rồi lãnh số hôm mai chơi thêm mốt. Mời đi chạy số chứ số bây giờ đâu có ai Dưới đây sao mà có hiếm đường. số, mà ngộ thiệt ta, số dưới này là hiếm cực kỳ luôn. Mời coi ai có lấy số nhiều thì chia lại bán chứ số đâu có. Rồi tới giờ đi làm nữa không biết giờ này chảnh nó có bán không, bữa nay mưa quá không biết có bán không nữa. Mưa quá mưa. Giờ Mưa ngày hôm đi qua giờ suốt đi nguyên làm ngày nha luôn. thì con giờ đi làm 4 giờ mấy rồi. về làm kịp không? Về tắm rửa đi ra tiếp thôi, tại bán đồ ăn đồ uống mà, phụ em đêm kiếm cà phê cà pháo cho mấy đứa nhỏ ăn bánh đồ. Làm đi kiếm tiền là cho con ăn cho
bữa nào bán nó bán được thì con có lấy, nó bán được thì có khi con lấy tiền xăng, có khi con không lấy. Gầu quá cả nhà ơi, cái mút gầu quá. Thôi ngồi chơi tí mút 5-10 phút nữa con về. Chưa, chào gì chưa về mà. Mẹ nè, tí mút không đánh mày không? Bộ nãy con nói thiếu mút buồn hay gì vậy thiếu mút? Dạ. Nãy con làm thiếu mút buồn hay gì vậy? Để chị con hô rồi xuống lại là con tính ra lo công chuyện nhiều lắm rồi. Tất nhiên là công chuyện là con thì tùm lum hết trơn hay chứ. Ừ. Thì con nói rồi, nói thiếu mút nghĩ là chắc rồi sớm giờ về ơi, con đi đâu bây giờ cái thời gian nó cũng vậy hết trơn á, con nói rồi. Tại vì con là nếu mà buổi sáng con đi á thì con phải về tới nhà trước 2 giờ. Còn như bữa nay con đi buổi trưa là buổi sáng con sắp xếp cái công việc của con rồi, con đi cũng khoảng tầm 3 giờ ngoài cũng phải về nhà. Bữa nay quắt luôn rồi đó. Nên làm cái gì tại cái thời gian nó không có tí mút ơi. Chứ làm sao mà bỏ thím được? Kiếm cháu mình không mà. Hôm qua nãy Thím Út cũng có qua điện qua hỏi thăm cô ba không? Thím Út có điện qua hỏi thăm cô ba không? Điện cho chị em rồi vui vẻ rồi. Bữa nay thấy tình hình cô ba cũng đỡ, khỏe. Bữa nay thím Út mấy giờ về? Có mấy thì ghé bán chút xíu rồi về, ghé sáng bán rồi. Về đây lúc mấy giờ? Về nhà lúc mấy giờ? Chưa về nhà lúc mà gần 10 giờ. Trời, sớm quá sớm. Gần 10 giờ thím Út về gần cả buổi trời, cơm nước ăn rồi vòng vòng có gần đầu giờ thím Út mới đi nữa, đi gần hồi thím Út mới về đó. Vậy hả? Thím Út mới về là còn là bà bên đây vừa về tới là con vừa tới luôn đó. Dạ. Yeah. Cái mấy chục vé bán rồi chút xíu mà, chứ đâu có lâu đâu. Đừng bán bánh nữa Thím Út ơi. Cũng có nhiều cô chú anh chị bên đây người ta nói Thím Út bán cái gì bán thứ cái thôi, nhưng mà nó bị chi phối dữ lắm, con nói thật với Thím Út luôn á. Thím Út bán bánh không được rồi, lúc nào với số Thím Út chưa bán ra cái bao giờ Thím Út cứ sợ bên đây bán không được, bên đây bán không được, cái vô tình hai cái đều bán không được hết. Về cái đức vốn, chẳng thà bây giờ Thím Út cứ chạy với số không vậy đó mà nó dễ hơn, hoặc là bán bánh là bán bánh không. Ôi trời, bữa chủ nhật đừng có mưa cả nhà ơi. Thanh Liêm còn đi công chuyện nữa. Bữa nay là cuối tháng 7 rồi. Này 30 tháng 7 rồi. Ừ, bữa tháng 7 thì đến mốt nó mua bông, mua trái cây về cúng vậy đó. Dạ. Yeah. Nãy vui tươi quá trời, giờ tự nhiên buồn xuống mấy xỉ xuống luôn trời. Buồn ngủ gợi luôn coi kìa. Cho 500 rượu vô đi. Chơi giải sầu à? Cho tỉnh lại liền. Tự nhiên cái buồn mà buồn rũ rượi luôn. Con nói rồi mà con đâu có bỏ tí mút đâu, rồi cũng phải lên xuống với... Nhưng mà phải sắp xếp thời gian. Bên đây một chút, bên kia một chút, đi đây đi đó đồ vậy đó. Con đi riết bây giờ con nói thiệt tí mút chứ nhiều khi con đuối luôn á. Nhầm bữa là con muốn, nhầm bữa là con muốn ở nhà luôn á. Bữa muốn ở nhà cái cô chú anh chị nó trong Thanh Liêm lên like rồi cái phải là tức tốc con đi là chủ nhật rồi đó.
Con nói để bữa nay chủ nhật con nghỉ ở nhà ăn bữa cho nó dưỡng sức. Chứ nghe cô chú bữa anh chị nói gì kia. Bữa. Nghe cô chú anh chị nói gì cứ phải tức tốc đi. Đó như bữa nay con không xuống có thấy mốt buồn nữa. Thiệt là bữa nay con đi ra là con bước xuống tới nhà là mưa ầm ầm là con tính không đi rồi. Rồi cái chùm cáo mưa vô đi. Tại tiếng mút đè điện con nói chút con sắp xếp con đi xuống. Cái tủ lạnh đó đó, thấy mút đừng có mua, mua là vài bữa là hư à, nó có bệnh người ta mới kêu bán. Chứ không ai mà đồ còn nguyên để đi bán cái giá đó hết trơn á, tủ lạnh cũ tới mấy triệu lần á. Làm đồ để này kia là nó hư nó thúi uổng tiền mất mà vào hai khẩu đó là nó 50 mấy ngàn rồi đó, 55 ngàn hai mình, khẩu đó. Mình làm vừa phải để mình ăn thôi, làm chi nhiều quá rồi không có cái thùng lạnh bỏ vô đương nhiên rồi nó sẽ hư, dễ hư lắm, có tủ lạnh thì nó đỡ. Rồi mấy bữa nay nhóc nó đi có tin tức gì đó phải không? Không biết là đừng nhắc cho nó nữa, nhưng mà nó không có biết. Không biết thiệt luôn ha. Rồi thôi không nhắc, rồi dẹp, không nhắc. Cái gì không vui, không nhắc, rồi. Chứ giờ cái mút nhớ như lắm nhớ mà đều không nhắc tên đó. Dạ. Nhớ mà để bụng nhớ không nhắc tên đó. Con mình mà không nhớ sao được. Cái nếm ngọt của cái mút làm sao là cái gì cũng có được. Đúng rồi. 9 tháng cu mang, 3 năm bồng ẩm mà làm sao mà cái lời nói đó là cái lời của Phật dạy đó, là làm sao mà con nó không nghĩ cho mình nữa chứ làm cha làm mẹ là không nghĩ. Mẹ bỏ con không được chứ con bỏ mẹ chút lúc á. Thì cái câu đó người ta nói mà, mưa trên trời mưa xuống chứ đâu có bao giờ mưa dưới đất mưa lên. Những lời mà Phật dạy nói là nó đúng hết trơn chứ có sai bao giờ đâu. Số thằng cái mút đi ra đó, cái mút đi gần là bây giờ sống cha mẹ nuôi á, sống cha mẹ nuôi á, cha mẹ nào cũng như cha mẹ nấy cũng vẫn tới lui cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi cũng vậy, hai bên bên rồi không có con sanh, không có chỉ có con dưỡng, bên là đẻ bên rồi dưỡng. Cũng bỏ bên nào cho cũng nhớ công cha mẹ hai bên, không bỏ bên nào tôi làm không bỏ, cũng bỏ tới luôn về thăm cha mẹ, quyến lý cha mẹ hai bên. Thì con nói thím út bây giờ cái nghiệp của mình nó đang nặng thì bây giờ thím út cứ gắng niệm Phật đi, từ từ chuyển nghiệp. Con người mình ai cũng có cái nghiệp hết trơn á, nặng với nhẹ thôi, chứ ai sanh ra trên cõi đời này làm gì mà không có nghiệp. Không có nghiệp làm sao quay vô cõi này. Từ từ nó chuyển. Tịnh tâm lại. Nghe kinh, nghe pháp, rồi niệm Phật, đồ. Từ từ nó cũng tan hết rồi. Con cái nó biết nó quay đầu lại hết. Chứ con nghe hoàn cảnh của thím út với mấy đứa con thím út cũng thấy cũng buồn thím út. Tuy mới biết tới mút đây thôi nhưng mà bây giờ sao tìm hiểu thì cũng biết mấy em nó giờ tùm lum không buồn vậy, thấy mút không quan tâm tới. Là mẹ ai không buồn thì cố gắng niệm Phật, từ từ Phật che chở, niệm mẹ Quán Âm đồ. Tại nó không biết quý với con cha con mẹ là quý lắm rồi, sau này nó bây giờ tụi nó cũng còn nhỏ, nó không có suy nghĩ tới đâu. Khi nào nó ở độ tuổi con á, nó mới chín chắn là được. Chứ giờ tụi nó như thấy con thím út mà lớn nhất là Diệu Hiền cũng mới có hai mấy tuổi à, chưa được 30. Hai mấy tuổi nó còn khờ, cho bụng mẹ khờ ra. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ như cô Cà Lý giờ nó cũng có 20-21 tuổi à. Gái thứ ba của thím út cũng có hai mấy tuổi à, nó chưa có chín chắn được đâu. Khi nào nó ở cái độ tuổi con á, thì nó đã suy nghĩ, mà đôi khi tới đó là không chừng nó đã muộn đó. Mẹ không còn thì đó muộn rồi. Khi đó tìm đó, đâu đó nó giống đi làm á. À, khi nó ngủ nó gặp cha nó lại nghe con thở nó khóc hoài. Ai? Vì sao nhỏ lớn á? Dạ.
Nói vậy sao còn cha còn sống không quyến lý tới lui thăm cha, rồi lo ăn lo uống cho cha, rồi cha con bé nó cũng lo cho thím út không, thím út con bé nó đó, con bé nó cũng lo cho thím út đồ không, bé nó tên gì con quên rồi. À, Nhi. Nhi. Cũng ở trên cầu gỗ có lâu lâu lại thăm rồi nó chở thím út đi ăn, rồi khi có tiền nó lại nó cho 100 thì xài. Mua dạ. Đồ ăn đồ uống, ghi rồi hỏi mẹ ăn cái gì không, rồi nữa nó chở đi ăn, hậu mấy nó mua đem về, hỏi mẹ ăn gì nó mua đem về. Hôm nay có ghé ông Thím Út? Từ hôm gặp ở dưới bệnh viện tới giờ lâu rồi, con cũng không có gặp bé đó mà cũng không biết mặt luôn nữa, phải bịt mặt luôn đâu có dòm. Thấy tới. Vô nước biển thì không biết nó khỏe chưa, không biết nó dạ. Hỏi cà lý nó không có nói ở đâu rồi, ở đâu. Cà lý này cũng dở thì đi nói cho biết là mẹ mình tới thăm. Kêu nó thường thường á, chị vô nước biển này tới lui thì thăm chị này kia. Có mấy chị em mà. Mẹ đi không được rồi, cũng nhờ mấy chị em cũng không lý này, có chị có em. Vậy thì mẹ cũng yên lòng rồi, gì đâu mà nước nơi. Thiệt chứ nói đúng ra đâu phải ở gần gần đồ với nhau cho vui vẻ chứ đâu mà người nơi ngã không trời. Trời ơi, cái mút đúng là không có phước thiệt chứ. Nó muốn chợ đó là cái như rồi nhầm cái chỗ không cho cái mút tới luôn nữa mà. Ở gần đây nè. Mà wow. Ra bà chủ khó khăn khó lắm. Trời ơi con vô ra gầm gầm. Qua cầu chỗ ối ngay đèn xanh đỏ quẹo vô. Ra bà chủ gì chợ khó lắm không cho cái mút tới. Trên đó nó nghe dân làm việc ở nhiều, ở đây dân lao động chứ trên đó dân làm việc cũng thấy ở nhiều lắm, chỗ cho cà lý ở á. 4-5 hộ dân làm việc không à. Chỗ đó là khó. Bây giờ muốn lên thăm nó không? Con chở cho đi luôn nè. Hả? Lên cà lý không? Đi lên chỗ đó không biết đường về, nó không có đường xe. Đâu biết đường về, trời đi đường thẳng không à. Đây lên đó đường thẳng đó. Đó vậy đó, con cháu muốn đưa thì đến. Thấy mút có quậy không? Quậy vậy. Đợi nó nhờ. Mẹ lại thăm mà quậy cái gì trời. Mấy đứa này nó nói chuyện con cũng không hiểu nó luôn. Là cho bà tới bà biết chỗ bà quậy bà con bà chủ như chợ đuổi nó. Mẹ tới thăm cháu thăm con mà nói tiếng quậy cà lý này thiệt tình. Nó quậy nó làm gì đó bởi vì bà đôi khi